Xã Hồi Tụ là một xã miền núi thuộc huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An, nằm ở phía tây bắc của tỉnh và giáp với biên giới Lào. Đây là một trong những khu vực vùng sâu, vùng xa của Việt Nam, có địa hình đồi núi hiểm trở và cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ. Với vị trí địa lý đặc biệt và khí hậu khắc nghiệt, xã Hồi Tụ không chỉ là nơi sinh sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số mà còn là điểm đến thú vị cho những ai yêu thích khám phá và trải nghiệm văn hóa bản địa. Lịch sử hình thành của xã Hồi Tụ gắn liền với quá trình di cư và định cư của các dân tộc thiểu số như người Mông, người Thái và người Khơ Mú. Theo truyền thống, các cộng đồng này đã sinh sống chủ yếu bằng nghề nông nghiệp và chăn nuôi, tận dụng tối đa những điều kiện tự nhiên khắc nghiệt để xây dựng cuộc sống ổn định và phát triển văn hóa bản địa. Người dân tại đây vẫn giữ được nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc, từ trang phục, ẩm thực cho đến các lễ hội và phong tục tập quán độc đáo. Xã Hội Tụ nằm trong vùng núi cao của dãy Trường Sơn, với địa hình chủ yếu là đồi núi dốc, thung lũng sâu và các dòng suối nhỏ. Khí hậu tại đây mang đặc điểm của vùng núi nhiệt đới gió mùa, với mùa hè nóng ẩm và mùa đông lạnh giá, và mùa mưa, các con đường mòn và đường đất dẫn vào sát thường bị bùn lầy và trơn trượt gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa tuy nhiên chính những điều kiện tự nhiên này đã tạo nên cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và phong phú là điểm nhấn thu hút du khách yêu thích du lịch sinh thái và khám phá hệ sinh thái của xã hội tụ rất đa dạng bao gồm các loại cây gỗ quý thảo dược và động vật hoang dã khu vực này cũng là nơi sinh sống của nhiều loài động vật quý hiếm có giá trị bảo tồn cao như sao la gấu và các loài chim hiếm việc bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên là một trong những ưu tiên hàng đầu của cộng đồng góp phần giữ gìn môi trường sống và phát triển bền vững dân cư tại xã hội tụ chủ yếu là người Mông, Thái và Khơ Mú. Mỗi dân tộc có những nét văn hóa và phong tục tập quán riêng biệt. Người Mông chiếm đa số trong cộng đồng, nổi tiếng với các nghề thủ công truyền thống như dệt vải, thêu thùa và làm thổ cẩm. Người Thái và Khơ Mú cũng đóng góp vào sự đa dạng văn hóa với các lễ hội truyền thống, điệu múa và âm nhạc dân gian. Trong xã hội của xã hội tụ, mỗi gia đình thường có sự gắn kết chặt chẽ với vai trò của trưởng bản và hội đồng gia làng rất quan trọng trong việc duy trì kỷ luật và phong tục tập quán. Cộng đồng thường xuyên tổ chức các hoạt động lễ hội, giao lưu văn hóa và các nghi lễ tín ngưỡng để duy trì bản sắc và gắn kết tinh thần đoàn kết. Kinh tế của xã hội tụ chủ yếu dựa vào nông nghiệp tự cung tự cấp và chăn nuôi gia súc. Do địa hình đồi núi, người dân thường trồng ngô, lúa, sắn và các loại cây lương thực khác trên các thửa ruộng bậc thang. Chăn nuôi gia súc như trâu, bò, dê và lợn cũng đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống và sinh kế của người dân. Bên cạnh nông nghiệp, một số hộ gia đình còn tham gia vào các hoạt động kinh tế khác như buôn bán nhỏ lẻ, thủ công mỹ nghệ và dịch vụ du lịch cộng đồng. Những năm gần đây, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng đã bắt đầu phát triển, tạo ra nguồn thu nhập bổ sung và góp phần nâng cao đời sống của người dân. Giáo dục tại xã hội tụ còn gặp nhiều khó khăn do điều kiện địa lý và thiếu hụt cơ sở vật chất, trẻ em thường phải đi bộ nhiều cây số để đến trường học. Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương và các tổ chức phi chính phủ, nhiều chương trình giáo dục đã được triển khai nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và giảm tỷ lệ bỏ học. Về y tế, xã hội tụ có một trạm y tế cơ sở phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất và nhân lực y tế còn hạn chế, Việc tiếp cận dịch vụ y tế chuyên sâu phải đi lại xa và gặp nhiều khó khăn. Việc nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe và phòng chống dịch bệnh cũng là một thách thức lớn đối với cộng đồng. Cơ sở hạ tầng tại xã Hồi Tụ còn nhiều hạn chế, đường vào xã chủ yếu là đường đất và đường mòn, chỉ phù hợp với các phương tiện giao thông nhỏ như xe máy hoặc đi bộ. Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương đã có nhiều nỗ lực cải thiện hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, do địa hình phức tạp và thiếu kinh phí, việc nâng cấp và bảo trì đường xá vẫn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống điện lưới đã được kéo đến xã nhưng việc cung cấp điện vẫn chưa ổn định và phụ thuộc nhiều vào thời tiết nguồn nước sạch cũng là một vấn đề lớn khi người dân chủ yếu sử dụng nước từ các suối và nguồn nước tự nhiên việc phát triển hệ thống cấp nước sạch và xử lý nước thải đang là một trong những ưu tiên của chính quyền địa phương văn hóa của xã hội tụ rất đa dạng và phong phú phản ánh qua các lễ hội truyền thống phong tục tập quán và nghệ thuật dân gian các lễ hội quan trọng như tết nguyên đán lễ hội gầu tảo của người mông và các lễ hội tín ngưỡng của người thái và khơ mú đều được tổ chức long trọng với sự tham gia đông đảo của cộng đồng ngoài các lễ hội truyền thống người dân xã hội tụ còn giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa qua các hoạt động nghệ thuật như hát dân ca múa xòe và diễn sướng dân gian những nét văn hóa này không chỉ là nguồn cảm hứng nghệ thuật mà còn là cầu nối gắn kết cộng đồng duy trì sự đoàn kết và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc